Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn Yossi. Đó, thì mẫu bóng đèn Yossi này có điểm đặc biệt hơn. Cái mẫu bóng đèn Yossi là trước là nó sẽ có hai mắt bạn nhé. Đó, thì cái mẫu bóng đèn Yossi thì loại một mắt thì mình đang bán với giá là 299.000, chưa bao gồm SIM mà thẻ, chưa bao gồm có thẻ nhớ và phí ship. Đó, thì đối với cái mẫu bóng đèn Yossi loại hai mắt này thì đôi bạn nhà mình bán với giá là 680.000, kèm luôn cả SIM, kèm theo cả thẻ nhớ này, cũng như là kèm theo cả phí ship luôn bạn nhé. Đó, nhận hàng thì các bạn được kiểm tra và test thử, thì cam kết chất lượng hình ảnh cũng như là cái phụ kiện nó giống như bây giờ mình đã quảng cáo các bạn nhé. Thì, sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây. Các bạn sẽ bật nó ra. Đó, đây sẽ là cái một bộ sản phẩm các bạn mua. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc bóng đèn Yossi hai mắt bạn nhé. Đó, hình dáng thì nó cũng gần giống như cái bộ bóng đèn Yossi một mắt thôi, nhưng mà nó thêm một mắt đây bạn nhé. Đó, và cái bộ bóng đèn Yossi này nó là hàng chính hãng Yossi luôn nhé. Đây, 4K 5.0 MBX này. Đó, thì trên thị trường có rất là nhiều bên người ta đang bán các cái mẫu bóng đèn Yossi cái loại mà hàng fake, nó không có chữ là Yossi ở đây, thì các bạn cần phải lưu ý nhé. Hàng chính hãng thì nó sẽ có chữ Yossi trên in ở bên trên thân của camera như này các bạn nhé. Này. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có này, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng của nhà sản xuất này. Đó, và một cái hai cái đinh này giúp bạn có thể là cố định cái đuôi để các bạn có thể là gắn đuôi đèn nó chắc chắn các bạn nhé. Còn đây sẽ là cái nút để các bạn có thể là reset này để khai chọc SIM. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu bóng đèn Yossi hai mắt với giá là 680.000 này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Đó, và các bạn mua trước bóng đèn Yossi thì với giá 680.000 thì các bạn sẽ cần phải là đăng ký kênh cho Bi Đăng Phát. Sau đó bạn sẽ chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo số điện thoại này của mình. Thì sau đó nhân viên bên mình sẽ chốt đơn cho các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc bóng đèn Yossi hai mắt này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Đây. Khi bạn mua hàng, bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc đuôi này nhé. Thì chiếc đuôi như này thì các bạn chỉ cần đấu hai nguồn điện vào sau này là dùng thôi. Đó, đây mình đã có sẵn đuôi rồi nên mình sẽ bỏ đuôi ra. Đó, đây sẽ là phần mắt cố định này. Đó, phần trên này sẽ là mắt 360 độ nhé. Đó, các bạn có thể xoay đây. Đó, xoay lên, xoay ngang, xoay dọc được hết các bạn nhé. Đó, xoay 360 độ. Và đặc biệt là cái mẫu bóng đèn Yossi hai mắt này, các bạn quay ban đêm thì sẽ quay được cả màu luôn các bạn nhé. Đó, rất là rõ nét. Đó, đằng sau thiết bị thì sẽ cùng có một cái mã QR code để các bạn có thể là đăng nhập kết nối từ camera vào điện thoại nhé. Đây sẽ là cái khay cắm thẻ nhớ đây, và đây sẽ là nút reset. Nút reset này giúp bạn có thể là reset camera nhé. Khi cam các bạn dùng lâu bị đơ hoặc là chất lượng hình ảnh nó không được sắc nét thì các bạn sẽ dí là mình rút reset này khoảng 10 giây để reset cam nhé. Đó, đây sẽ là 8 cái đèn led này, các bạn vẫn có thể là chiếu sáng lên như bình thường. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 128GB thì mình sẽ gắn vào đây. Đó, khi bạn mua hàng thì mình sẽ gắn sẵn thẻ nhớ cho bạn luôn nhé. Các bạn chỉ cần gắn vào đuôi đèn của các bạn là dùng thôi. Đó, rồi mình sẽ cho vào đuôi đèn thôi. Đó, mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc đuôi đèn đã có sẵn nguồn điện nhé, thì mình sẽ gắn vào. Đó, mình sẽ gắn vào như này. Đó, sau đó mình sẽ cấp nguồn cho bóng đèn thôi. Đó, sẽ cấp đèn này. Đó, khi mình cấp nguồn xong thì các bạn sẽ thấy ở trên phần thân cam mình sẽ sáng một cái đèn như này. Đó, thì cái đèn này khi mà bạn quay nó sẽ tắt đi nhé. Đó, nó sẽ không sáng nhảy nữa. Này. Tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera bóng đèn Yossi này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng vào điện thoại, là ứng dụng lock Yossi các bạn nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store để tải này. Còn bạn nào dùng điện thoại là Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa là Apple Play nhé. Các bạn gõ vào tìm kiếm này, gõ vào đây cho mình ứng dụng là Yossi. Các bạn tải cho mình ứng dụng là Yossi có biểu tượng màu xanh như này các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng Yossi này về điện thoại rồi, sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Đó, bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục Yossi nhé. Đó, các bạn sẽ chọn mục là Yossi.
Thì khi các bạn vào trong ứng dụng Roxy thì ứng dụng sẽ bảo các bạn là đăng nhập vào bên trong. Thì bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn sẽ chọn vào mục là đăng ký này. Đó, sau đó bạn sẽ chọn mục xác nhận. Đó, đến mục này thì các bạn sẽ điền cái số điện thoại của bạn vào, hoặc là các bạn có thể là điền Gmail của bạn vào nhé. Rồi bạn kích chọn mục tiếp tục. Đó, thì sau đó các bạn sẽ có thể là nó sẽ gửi cái mã về cái Gmail cũng như là về số điện thoại cho các bạn. Sau đó bạn sẽ nhập vào, rồi bạn sẽ ấn mục tạo mật khẩu là được nhé. Đây, mình đã có sẵn tài khoản rồi. Đó. Tiếp theo thì các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook này, đăng nhập bằng Line này, hoặc là đăng nhập bằng App Store nhé. Thì mình đã có sẵn tài khoản rồi thì mình sẽ đăng nhập vào đây luôn. Đó, mình sẽ đăng nhập vào, chọn đồng ý và tiếp tục này. Đó, thì khi bạn vào trong ứng dụng Yoshi thì ứng dụng nó sẽ hiện biểu tượng như này. Đó, các bạn muốn kết nối thì các bạn sẽ chọn một dấu cộng là thêm thiết bị mới đây. Sau đó bạn sẽ quét cái mã trên thiết bị nhé. Đó, các bạn sẽ thấy mã QR code này, bạn sẽ quét mã này. Đó, nó sẽ như này, nó hiện như này. Thì các bạn chọn mục là đã hoàn thành các tác giao trên nhá, kích vào. Sau đó chọn mục tiếp tục này. Đó, thì các bạn sẽ chọn mục tiếp tục tiếp. Đó, đây là cái tên wifi cũng như mật khẩu của nhà bạn rồi nhá. Các bạn chọn mục tiếp tục này. Chọn mục là đi tới điểm kết nối GVK này. Đó, đã hiểu. Bây giờ các bạn sẽ kết nối wifi GVKAP. Đó, khi bạn đã kết nối xong như này nha thì các bạn sẽ vào trong ứng dụng Roxy thôi. Đó, thì các bạn sẽ đợi một chút thì cái điện thoại và cái cam Roxy 2 mắt này nó sẽ kết nối với nhau. Đó, thì trung bình các bạn sẽ đợi khoảng tầm 20 giây đến 30 giây nhé. Nó đã kết nối thành công nhé, các bạn sẽ đợi một chút này. Mình đợi sẽ đợi một chút. Đó, khi kết nối xong thì đến mục này các bạn sẽ đặt tên cho camera. Đó, các bạn đặt trong một cửa tiệm, các bạn chọn một cửa tiệm này. Đó, chọn xác nhận. Nói chung là tên thì mình cũng không quan trọng đâu. Đó, sau đó bạn chọn kiểm tra thiết bị của tôi. Đó, thì đây cam các bạn sẽ thấy có hai màn hình xem nhé. Đó, tại ví dụ mình quay cam ngược cam lên cho này cho nó đúng chiều nhất nhé. Đó, các bạn muốn chỉnh cái cam cho nó lên trên một chút này. Đó, đây sang trái này. Đó, cũng như các bạn cho lên phải này, sang phải này. Đó, đó, nói chung là tùy các bạn chỉnh nó, các bạn muốn cho lên cao xuống dưới hay là như nào đấy thì các bạn tùy chỉnh các bạn nhé. Các bạn sẽ điều khiển ở trên app. Đó, tiếp theo thì bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn vào hình cái mic này, các bạn có thể là quay lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Yoshi. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là sẽ lưu video vào trong ứng dụng Yoshi nhá. Tiếp theo thì bạn nào muốn đàm thoại hai chiều thì các bạn sẽ chọn vào hình mic này. Đó, các bạn đã nói rồi. Alo alo. Đó. Do cái cam và cái điện thoại của mình đang gần nhau nên nó sẽ bị vọng âm như vậy nhá. Đó, thì cái đàm thoại hai chiều rất là hay. Là khi mà các bạn, ví dụ bạn theo dõi con cái hoặc là các bạn theo dõi người giúp việc mà các bạn muốn đàm thoại từ xa thì các bạn sẽ nói qua trực tiếp qua hai cam này luôn mà nhé, rất là tiện luôn. Đó. Alo alo. Đó, các bạn đàm thoại được rất là tiện. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào một cài đặt này. Mình sẽ hướng dẫn mọi người một số cái cài đặt cơ bản nhé. Đó, các bạn chọn một cài đặt này. Đó, các bạn chọn trong sự trong lòng thông minh. Đó, thì các bạn sẽ kích hoạt đây lên. Đó. Là bây giờ chỉ cần có người di chuyển có mắt cam nhé, là cái cam nó sẽ xoay theo nhé. Đó, các bạn sẽ xoay theo nhé. Đó, nó sẽ xoay theo để các bạn biết được là cái người, ví dụ như người ta bán trộm của nhà các bạn chẳng hạn, thì nó sẽ quay theo người đó và các bạn sẽ biết được là cái cam đấy đã có người, người ta đi vào. Đó, thì người ta sẽ sợ, người ta đi ra ngoài. Đó, tắt đi. Tiếp theo thì sẽ là mục thiết lập ghi hình này. Đó, thiết lập cái hình này là sẽ là các bạn có thể sẽ lưu lại video vào trong cái thẻ nhớ nhé. Thì thẻ nhớ đây mình vẫn là thẻ nhớ mới, nó chưa hiện là 0% sử dụng này. Đó, các bạn có thể là chế độ ghi hình, nhưng bạn có thể ghi hình bằng tay. Đó, các bạn có thể ghi hình bằng tay là các bạn có thể ghi bằng cảnh báo ghi hình. Đó, hiện giờ ghi hình này, chất lượng hình ảnh thì các bạn có thể cho thành Full HD hoặc là HD nhé.
theo thì bên dưới này sẽ là một hình ảnh bấm thanh, thì các bạn có thể là cho âm lượng thiết bị nó cao lên này. Đó, cũng như bên dưới này hình ảnh các bạn có thể cho chất lượng hình ảnh nó trung bình này hay như nào đấy, nói chung là tùy các bạn chỉnh thôi. Đó, tiếp theo thì mấy mục bên dưới này mình cũng không cần dùng tới các bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang bóng đèn Yossi 2 mắt với giá là 680.000. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm bóng đèn Yossi này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.